ha. Active Directory recycle bin. Trong cái bài lab này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cấu hình chức năng Active Directory recycle bin ha, nhằm mục đích hỗ trợ việc phục hồi lại các đối tượng đã bị xóa trong AD. Cụ thể là user nè, group nữa ha, OU ha. Thì ví dụ như trước đây thì chúng ta mà lỡ xóa user hay là group gì đó thì chúng ta phải vô cái trước đó chúng ta phải có backup rồi nha. Rồi chúng ta phải khởi động ở chế độ restore mode ha. Rồi chúng ta phục hồi. Thì bây giờ nó đã có cái tính năng là Active Directory Recycle Bin ha. Thì giống như là cái thùng rác gì đó. Cái tên nó đã nói được tất cả rồi. Thì chúng ta xóa đó thì nó lưu vào thùng rác ha. À, chúng ta vào thùng rác phục hồi. Đi mua giờ nó bị cảm ha mọi người, nói nó không được thấy, mọi người thông cảm nha. Rồi thì bài lab này mình sử dụng một máy ha, con DC1 AD ha mọi người, có domain vietlao.vn. Rồi đơn giản thôi, bài này nó không có phức tạp, một máy thôi ha. Thì các bước là chúng ta tạo OU ha, tạo group, tạo user gì đó. Rồi bước thứ hai là chúng ta đi cấu hình Active Directory Recycle Bin. Rồi thứ ba là chúng ta kiểm tra kết quả ha, chúng ta giả dụ lỡ tay xóa nhầm để mà phục hồi. Rồi đơn giản vậy thôi. Rồi mình thấu nhỏ lên nha, bài lát này thì nó không có gì phức tạp, sơ đồ cũng không quan trọng luôn. Bước thứ nhất là chúng ta đi tạo user group ha, OU đây là user cao ha mọi người, ghi đầy đủ luôn. Rồi giờ mình sẽ sử dụng một máy DC1 ha, nó là domain controller. Rồi DC1 đây, vì vọt lại cái rồi start nó lên nha. Rồi đây là domain ha mọi người, domain vietlao.vn ha. Rồi mình sẽ đăng nhập với domain admin. Rồi bước số 1 ha, mình sẽ đi tạo user account group ha, rồi đi kiểm tra nếu nó có rồi mình thôi ha, không có thì 10 người tạo nha. Tại vì trong cái lab của mình là mình thường thường tạo sẵn ha. User. Rồi giờ mình sẽ tạo một cái group nè. New group. Rồi Sài Gòn. Group đi ha. Phân biệt cho nó dễ nè. Ok. Rồi mình sẽ bỏ ba cái user vô ha, U1, U2, U3, chấm check name, ok. Rồi mình giả dụ ha, mình có một group Sài Gòn ha, có ba cái user và một cái OU. Rồi nếu mọi người chưa có thì mọi người tạo ha. Thì mặc định là trong cái bài lab của mình đó là những cái con này DC nó là domain sẵn rồi ha, mình không cần phải xây dựng lại cho mất thời gian.
Nếu mọi người chưa có thì mọi người xây dựng lại ha, cộng thời tạo ba cái user như mình đi, như một cái group. Rồi, ok, bài lát hôm nay cũng ngắn ngắn thôi mọi người. Rồi, bước thứ hai mình đi cấu hình AD recycle bin ha. Đi cấu hình AD recycle bin. Rồi, tạo user, mình giả dụ là hệ thống mình có user group đầy đủ ha. Rồi mình đi cấu hình AD recycle bin. Đây, trong server manager ha, chúng ta bùng tuần ra. Rồi chúng ta đi kiếm Active Directory Administrative Center ha. Đây, cái đầu tiên. Rồi, chúng ta mở lớn lên cho nó dễ nhìn nha. Rồi, cửa sổ Active Directory Administrative Center. Chúng ta vào cái domain chúng ta ha. Rồi, phải chuột. Chọn Enable Recycle Bin. Rồi, cái hộp thoại Enable Recycle Bin Confirm Mission ha, chúng ta chọn OK. Rồi, cửa sổ Active Directory Administrative Center nó có cái thông báo đó. Rồi, chúng ta chọn OK luôn ha. OK. Rồi, cho nó refresh cái nha. Refresh. Rồi, giờ mình sẽ kiểm tra cái container ha, delete object. Đây. Container. Rồi, sau khi chúng ta bấm refresh một cái á, thì nó sẽ xuất hiện ha. Delete object. Rồi, chúng ta kiểm tra bắt buộc phải có cái delete object ha. Rồi, vậy là xong rồi đó mọi người. Vậy là xong rồi đó, cấu hình đơn giản lắm. Rồi, bước 3 mình đi kiểm tra kết quả thôi. Kỳ đơn giản. Rồi, kiểm tra kết quả ha. Rồi, bây giờ rồi chúng ta thay đóng này luôn đi. Chúng ta sẽ đi xóa ha. Xóa ba cái user cũng như cái group luôn. Rồi, chúng ta phải chuột ha. Chúng ta chọn delete. Rồi, yes luôn. Ok, mất tiêu. Rồi, trong cái trường hợp bình thường này chúng ta phải trước đó chúng ta có backup rồi nha. Thì chúng ta sẽ tiến hành vào chế độ restore mode ha. Chúng ta nhập vô password của administrator restore mode. Chúng ta tiến hành khôi phục ha. Rồi bây giờ ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái tính năng là AD recycle bin. Rồi, mình đóng cái này lại luôn nha. Rồi, mình mở lại. Mình làm cho nó thật thật chút xíu ha. Rồi, giả dụ mình đã lỡ xóa rồi. Rồi, chúng ta quay lại cái Active Directory Administrative Center. Rồi, trong cái domain việc cloud của chúng ta ha, chúng ta chọn cái delete object. Double click vô ha, mở nó ra. Rồi, chúng ta thấy nha, có ba cái user nè, một U1, hai U3 cũng như cái group. Rồi, chúng ta chọn phục hồi ha, phải chuột chọn restore. Rồi. Chọn ba con luôn, restore luôn. Ok. Rồi, ta đóng lại nha. Chúng ta mở Active Directory User and Computer lên, kiểm tra coi có chưa. Rồi. Phục hồi thành công hả mọi người.
này trường hợp ta vô tình ha, chúng ta xóa rồi vô phục hồi lại. Bài này thì nó ngắn ha, nhưng mà nó cũng rất là hiệu quả nha mọi người. Rồi, xin chào mọi người nha.